Cái Lisa biết rồi, giờ Lisa bóc đi. Bóc từ đây. Lisa ơi, Lisa đang bóc quả gì đấy? À, Lisa bóc quả cam. Lisa bóc cho ai ăn đây? Nên Lisa một mình Lisa ăn thôi á hả? À, cho Leon ăn. Giả chứ. Leon ơi, Leon. Lisa đang bóc quả gì đấy hả con? Quả cam. Ừ, quả cam. Dạ, con phải nói dạ quả cam. Lisa nói cái chữ dạ như thế nào nhỉ Lisa? Dạ. Dạ quả cam. Quả cam. Ừ. Lisa bóc cho ai ăn đấy? Cho ai? Leon. Dạ, Leon. Ơ, chữ dạ đâu? Chữ dạ đâu? Dạ. Dạ, Leon ăn. Nhớ chưa? Leon chuẩn bị ăn nhá. Lâu quá nhỉ? Bóc gì mà nửa tiếng chưa xong nữa.